Chào khán giả, hôm nay mình có mặt ở bờ kênh Chợ Gạo, mình quay những chiếc xà lan đẹp chạy trên dòng kênh Chợ Gạo cho khán giả cùng xem nha. Vào một buổi chiều xà lan chạy rất là nhiều luôn, chạy hai chiều luôn khán giả. Hôm nay là trời bão cho nên xà lan ít là không có chạy, nhưng mà hôm nay là trời nắng là xà lan chạy rất là đông luôn. Chiếc xà lan này của Bến Tre nha khán giả anh chị các bạn, chạy thật là nhanh luôn, chạy về hướng Bến Tre. Đây có đầu ủi ủi đá thật là to luôn nha khán giả, rất là to luôn. Quá vào buổi chiều là xà lan chạy rất là đông luôn. Hôm nay mình hôm nay trời bão mình không có đi quay xà lan được, hôm nay trời nắng mình đến bờ kè của dòng kênh Gạo mình quay xà lan cho khán giả. Chúc khán giả một ngày mới được tràn đầy niềm vui trong cuộc sống, luôn vui khỏe, xem video và đăng ký kênh của mình là Cụ Cua Miền Tây. Xin cảm ơn khán giả rất là nhiều, thời gian qua khán giả xem video và đăng ký kênh vì sự thương mến của khán giả, mình rất chân thành cảm ơn khán giả. Đây trước đầu ủi đá thật là to luôn, ủi ở trước một nhóm lục bình đó, ở trước mũi nha khán giả anh chị các bạn, rất là đẹp luôn. Chở đá thật là nhiều luôn. Đây có chiếc xà lan chở cát lấp khán giả, từ ở hướng miền Tây chạy xuống. Còn chiếc đầu ủi đá này là chạy về sông Tiền nha khán giả, sông Tiền, sông Mê Công về các tỉnh thành miền Tây, đồng bằng sông Cửu Long nha khán giả anh chị các bạn. Và có chiếc ghe, ghe này bơm cát nha khán giả, ghe bơm cát bơm bùn. Bữa nay trời nắng là xà lan chạy rất là nhiều luôn, rất là vui khi gặp được xà lan nhiều mình quay cho khán giả cùng xem, chứ ít khi nào mình gặp xà lan mà chạy nhiều, hy hữu lắm, mình mới đón mới gặp rất là nhiều luôn. Bữa nay chạy rất là đông. Xà lan chạy hai chiều rất là đẹp nha khán giả. Vẫn có chiếc xà lan ở hướng miền Tây cột Miễu Bến Tre chạy xuống chở xà lan chở hàng thùng container nha khán giả, rất là đẹp luôn. Đây chiếc xà lan chở hàng thùng của container như thế này, rất là đẹp luôn. Đây có chiếc xà lan đá, chở về hướng miền Tây nha thế này. Lên khói luôn nha khán giả. Đây có chiếc xà lan đá nữa, chạy kè ngang với chiếc xà lan container chở hàng thùng container như vậy. Đây chiếc xà lan đá cũng là rất là to, chạy về hướng miền Tây.
Chiếc xà lan đá này của Cần Thơ. Rất là đẹp luôn, chiếc xà lan chở hàng thùng container rất là đẹp luôn. Bữa nay trời hết bão, mình đi quay những chiếc xà lan đẹp chạy trên dòng kênh Chợ Gạo cho khán giả mình xem thư giãn ha, cho vui. Đây có chiếc ghe nhỏ ở hướng miền Tây chạy xuống nha khán giả. Xà lan chạy hai chiều rất là vui luôn. Đây, chiếc xà lan hầm chở hàng khô nha khán giả, chạy về hướng Bến Tre, về sông Tiền, về trong Mê Công và chạy ngang dòng kênh Chợ Gạo rất là nhiều luôn. Đây có chiếc đầu ủi đá nha khán giả, chạy từ ở hướng Long An chạy ngang cầu Chợ Gạo nha khán giả anh chị các bạn. Đầu ủi đá thiệt là to luôn. Ủi này thiệt là to nha khán giả anh chị các bạn. Chạy ngang cầu Chợ Gạo, chạy về hướng miền Tây, chạy về sông Tiền, sông Mê Công khán giả anh chị các bạn, về các tỉnh thành miền Tây.
Giá tới đây mình xin kết thúc. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.